Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, được chế tạo với khả năng bay tuyệt vời, cùng kiểu dáng khí đông học khó có điểm để chê, nhưng tiêm kích Su-30 Mk2 của Việt Nam nói chung và gần như là mọi tiêm kích hiện đại của Nga và Mỹ hiện nay đều không thể đi lùi trên đường băng được. Thực tế, thì Su-30 Mk2 của Việt Nam cũng giống như phần lớn các loại chiến đấu cơ hiện đại ngày nay đều không được thiết kế để tự đi lùi trên đường băng. Đơn giản là do động cơ của chúng không cho phép. Khác với nhiều người lầm tưởng, động cơ phản lực của mọi loại máy bay, kể cả dân dụng, lẫn quân dụng, đều có cấu tạo khá tương đồng. Đó là chỉ có thể hút xả khí theo một hướng. Việc hút vào từ đuôi và xả khí ra ở họng để đẩy lùi máy bay là một điều bất khả thi. Cách duy nhất để tiêm kích Su-30 MK2 của Việt Nam đi lùi đó là dùng phương tiện khác để đẩy, kéo nó trên đường băng như thế này. Do không thể đảo ngược được chiều không khí Vậy nên, cách thức phổ biến nhất hiện nay mà các chiến đấu cơ hay máy bay dân dụng sử dụng để phanh hoặc cho máy bay đi lùi, đó là chỉnh lại hướng phụt của luồng khí ra khỏi động cơ. Bằng những tấm lá chắn được triển khai để ụp luồng khí phụt ở phía sau động cơ, luồng khí đáng lẽ ra phải được sử dụng để đẩy phi cơ đi thì giờ đây sẽ đổi hướng, chuyên thành luồng khí ngược để hãm máy bay lại hoặc đẩy nó di chuyển theo hướng ngược lại. Một vài loại chiến đấu cơ của châu Âu trước đây có thiết kế với các tấm lá chắn đổi luồng khí phản lực này ở bên trong nhằm giúp chúng có khả năng đi lùi trên đường băng hay quan trọng hơn là hãm tốc khi mà phải hạ cánh. Tuy nhiên, thiết kế này được đánh giá là khá công cảnh, khiến cho động cơ của máy bay thêm phần phức tạp, bảo dưỡng khó, dễ hỏng hóc và ảnh hưởng tới cả khung thân của máy bay. Với các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới ngày nay, thì gần như không một máy bay nào có thể dùng động cơ để phanh khi hạ cánh hoặc đi giật lùi đặc biệt là với các động cơ 2,5D hay động cơ 3D, vốn dĩ cũng đã có thiết kế cực kỳ phức tạp, dù không có khả năng đảo hoàn toàn chiều của luồng khí phản lực. Với các loại chiến đấu cơ hiện đại, cách tốt nhất để hãm tốc khi hạ cánh là dùng dù phanh. Còn nếu như là muốn đi lùi, thì máy bay sẽ được đẩy kéo bằng phương tiện hỗ trợ hoặc bằng sức người. Bản tin của chúng tôi đến đây xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.